thời gian trước đây để tìm được việc làm ổn định, phù hợp với ngành nghề được đào tạo, anh Hoàng Văn Sơn tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên phải đi đến các địa phương khác để làm việc. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay, sau khi dự án công nghệ tấm Silic Zinco Solar Việt Nam tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên đi vào sản xuất, anh Sơn đã được tuyển dụng vào làm việc với mức thu nhập trung bình 12 triệu đồng một tháng. Đi lại làm việc rất là gần nhà và thời gian làm việc nó sẽ không bị cấp bách như là chúng tôi phải đi các tỉnh khác lân cận khác phải làm việc. Ví dụ như là ở khu vực ở bên Vixit Hải Phòng. Thì như khi mà ở khu vực Quảng Yên mà đã có công ty rất là lớn và to và cái mức lương khá là ổn định nên chính thế là chúng tôi cảm thấy rất là vui và rất là phấn khích khi mà ở Quảng Yên, quê hương tôi có một công ty rất là to và lớn và rất là đẹp như thế này, hiện đại như thế này. Trong thời gian từ năm 2021 đến nay, với hàng loạt các dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đi vào hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn, hàng nghìn người lao động của thị xã Quảng Yên đã tìm được việc làm trên chính quê hương mình. Trong 2 năm vừa qua thì thị xã Quảng Yên đã giải quyết việc làm cho 6.197 lao động, trong đó thì lao động trong lĩnh vực chế biến chế tạo được trên 5.000 người. Thế và đây là một cái kết quả rất là tốt để cho Quảng Yên giải quyết tốt cái nhu cầu việc làm cho người lao động, nhất là người lao động bị thu hồi đất để phục vụ các cái công trình dự án phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững của thị xã Quảng Yên. Thế và từ cái việc giải quyết việc làm đó thì Quảng Yên đã thực hiện rất tốt cái công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự. Không chỉ ở thị xã Quảng Yên, sau 2 năm thực hiện nghị quyết 01, các dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo trong toàn tỉnh đã tạo ra gần 1 vạn việc làm mới, nâng tổng số lao động làm việc trong lĩnh vực này lên trên 63.000 người. Đặc biệt, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất, nhiều ngành kinh tế khác gần như bị đình trệ, lao động không có việc làm, thì số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo vẫn tăng. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thì riêng trong năm 2021 thì cái số lượng mà lao động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì khoảng 6.300 người, tăng so với năm 2020 đấy. Thì điều đó chứng tỏ rằng dù trong cái đại dịch, dù của COVID, nhưng mà cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn đang có cái sức hút mạnh mẽ với lại cái lao động ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian tới, với hàng loạt dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đang tiếp tục được đầu tư, dự kiến sẽ tạo ra hàng vạn việc làm mới với mức thu nhập ổn định. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng để Quảng Ninh đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đặc biệt là tại các địa phương trước đây nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chiếm tỷ trọng lớn, từ đó tạo đà cho những bước phát triển bền vững hơn.